Ok, mình tổng kết một chút về cái vòng quay cuối cùng với sự tham gia của Shark Hồng Anh. Hồng Anh thấy nào, ngồi 2 ngày thấy hưng phấn không? Hay là thú vị thì có thú vị, nhưng mà đúng là em ngồi 2 ngày thì em mới thấy được rằng là cái sức chịu đựng mà ngồi liên tục như mấy cái Shark rất là tốt. Em chắc em chịu không nổi. Không, có một vấn đề là các Shark khách mời là không được chế độ chăm sóc như các Shark thường xuyên. Shark Hồng Anh đầu tư được mấy deal nhỉ? Em đầu tư được 2 deal anh. 2 deal có cái trà lụa đúng không? Dạ, cái trà lụa, 2 lúa. Ohana. Ohana. Ohana là chung với cả Shark Dũng đúng không? Ohana trong tiếng Nhật nghĩa là hoa. À, có nghĩa là hoa, nhưng mà tiếng thổ dân Hawaii thì có nghĩa là family. Hoa gia đình. À, cái phần mềm viết đẹp. Đúng là các bạn ấy được ở nước ngoài sống. Ohana là cái mà bạn mới ở Mỹ về đấy á. Phòng trọ đấy. Cái mà anh muốn thuê cả team á. Mình chỉ thích bạn đấy thôi. Sắc Phú muốn đầu tư vào team. Dường như là có vẻ mỗi Sắc Phú là vẫn có vẻ giữ được phong độ. Được 2 cái 10 tỷ, cái 8 tỷ. 10 tỷ Liên Quân đúng không? Trên Đơn Việt, 8 tỷ. Cái robot 3T cũng thuộc cái này đấy. Cái robot 20 3T tỷ. Là cũng hơn chục tỷ mà. 500 ngàn là trong đó là đầu tư hình như 4 tỷ và còn lại thì là banh tanh. Cho vay tất. Cho vay chuyển đổi. Hôm nay chủ trương là vậy anh nhỉ? Cứ phải sau 1 năm mới quyết định có đầu tư vốn hay không. Có một cái deal mà sẽ gây ra khá nhiều tranh cãi, đó là Kiến Quân. Không, thực ra nó là trái phiếu chuyển đổi thì rất đơn giản, cộng với điều kiện là có tài sản đảm bảo. Cao đâu, lãi suất thì 18% một năm thì không có gì rủi ro cả. Mà cứ chưa kể cái mô hình đấy mà nó thành công thật ấy, xong mình thấy 18 tháng hoặc 2 năm thì chẳng có lý do gì mình không đầu tư, vì nó đầu tư vào cái nhà Yến đó. Anh có hình dung được cái nhà Yến nó như nào chưa? Thì mình không cần quan tâm, bây giờ là trái phiếu chuyển đổi thế chấp bằng một cái tài sản thì nó rất an toàn. Đến lúc mình hiểu nó rồi thì mình mới quyết định chuyển đổi cổ phần hay không, thì tôi nghĩ là phương án đấy là cực kỳ an toàn. Em thấy ví dụ như những cái quyết định của anh Phú năm nay sẽ làm cho các startup suy nghĩ lại nhiều. Nhưng mà thực sự là Sắc Phú là khá sáng tạo trong các cái cách thức đưa ra deal. Thực ra thì cái cách khoản vay chuyển đổi ấy, nó cũng khá phổ biến trong cái hoạt động đầu tư của các quỹ, chứ không chỉ mỗi Sắc Phú. Trong mùa 2 mình chưa đầu tư cái cổ phần trực tiếp nào, mà mình cũng muốn gửi đến các startup là gì? Là cái số liệu khi các bạn nói trên truyền hình nó phải tuyệt đối trung thực. Vì hoàn toàn các Sắc trong giai đoạn đó chỉ có một khoảng thời gian cực ngắn để định giá lại cái giá trị của công ty của các bạn ấy, để đưa ra một cái offer nó chính xác, và đặc biệt là nó rút ngắn cái khoảng thời gian diligence trong sau đó để có thể nhanh chóng rót vốn được cho startup. Nếu các bạn startup mùa 3 ấy lên chương trình thì các bạn nên cân nhắc có thể là bắt đầu từ số nhỏ, bởi vì theo luật của chương trình là không thể giảm được cái số tiền đầu tư. Và nếu mà các Shark thực sự quan tâm, các Shark có thể tăng số tiền đầu tư lên bằng cách là đàm phán tại thời điểm đấy thì dễ dàng cho các bạn nhận đầu tư hơn. Một cái vấn đề nữa là các startup cũng cần phải hết sức lưu ý, đó là cái việc mà định vị về cái sản phẩm của mình, bán cho ai và quan trọng nhất là bán cái gì. Giống như tôi nói đùa là các bạn bán fast food ấy, thì bạn bán food thì tất nhiên rồi, nhưng mà người ta mua bạn vì cái fast chứ không phải mua vì cái food. Đó, thì đó cũng là một cái vấn đề mà rất mong muốn là các bạn startup của mùa 3 nếu mà có tham gia chương trình thì hết sức lưu ý, phải định vị cho nó rõ ràng, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh 1 năm. Anh đưa ra 2 option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có 2 offer nhé. Offer. Cái offer của Sắc Phú.